Vì thế nghề nhân phân anh tỉnh đã bước lên ngay bằng chân và ông đã mặc nghề nhân phân anh tỉnh. May Việt Nam chỉ có bức tường như tôi gọi là bức đá, bức tường đá. Hôm nay nhìn qua thì mình tưởng là làm bằng vải bằng nhựa, nhưng thực chất nó làm bằng xi măng nặng hơn 1 tấn. Nhìn rất là lộng lẫy nữa, rất là nhẹ nhàng các bạn. Đưa về Huế năm 1921. Thì ngay phía dưới bức tường đông này, sâu 9 mét là nơi đặt thi hài của nhà vua. Thì thi hài đang là đóng lại là đưa vào một đường thẳng cày đá dài 30 mét từ phía sau đi đình. Từ dưới này 9 mét. Thank you.
phía Nam. Ngò ở đây không phải là ngựa, mà ngò ở đây là Nam, là cửa phía Nam. Năm cửa chín lồng nha, mình để ở dưới, ở phía dưới nha, mình sẽ thấy năm cửa. Ba cửa thẳng ở giữa và hai bên. Cửa ở chính giữa là cửa dành cho vua đi. Cửa hai bên này dành cho quan văn, quan võ, tả văn, hữu võ, quan văn bên trái, quan võ bên phải. Và hai cửa hai bên lên nước là dành cho lính và người theo hầu. Thế theo ạ. Và phía trên ở dưới gọi là ninh đài, ở trên gọi là lầu ngũ phòng, có chín tầng chín mái. Thì cái mái ở giữa có lực ngói màu vàng, gọi là ngói hoàng lưu ly. Là đó là cái nơi dành cho vua. Còn cái ngói màu xanh là mình như thế đó, gọi là ngói thanh lưu ly, dành cho các quan. Thì vào những cái dịp lễ như là lễ tuyên bố tiến sĩ hay là lễ ban lịch mới, thì vua quan sẽ ngồi bên kia để dự lễ ở phía trước này. Và một sự kiện gắn liền với cái cửa này, đó là ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại thì vua cuối cùng của triều đình ông đã đọc tuyên ngôn thoại lý thời. Thế nên là cái cửa ở giữa đóng từ ngày xưa cho đến giờ. Thế rồi, trên nhà mình cầm vé để di chuyển theo nhé. Thế là sau đó là ông đóng luôn, không còn vua nữa. Không còn vua nữa. Nhà mình lại chuyển theo. Thôi vậy rồi. Một quá trình lịch sử rất dài. Còn cái nhỏ bên kia là gì? Cái đó là cái thành nè. That's a lot of work for him. Chính giữa là cho vua vô. Hai bên quen nhưng mà bên băng bên mỏ. Còn hai cửa ngang thông là cho lính quỳ. Anh em muốn hỏi gì em ạ? Ô nè, cô tính hỏi là cái đó, cái cổng á, ừ. Đó là những cái cổng đi vào, những cái cửa đi vào ạ, cửa Trương Đức, cửa Ngăn. Còn cái này gọi là kỳ đài, là cột cờ. Thôi rồi, nhà mình đi hướng này ạ. Cũng như khi sáng mình bỏ thẻ vào trong này. Ok. Yeah. Lưu ý cho em một điều nhá. Tí nữa vào trong cái điện kia, nhà mình không quay phim chụp hình và không đội mũ nón ở trong cái điện kia. Ok, nhá. Ok. Chụp hình ở ngoài thôi. Dạ. Còn vào trong kia là không quay phim chụp hình, không đội nón ạ. Rồi mình sau khi mình đi đây thì mình đi đâu nữa? Nhà lên quanh đây, đi tham quan đây là xong thì sẽ di chuyển đi về. Nếu nhà mình có nhu cầu muốn thưởng thức đặc sản như là mè sừng hay là trà cung đình đều mình bán thì em sẽ dẫn nhà mình đi, không mình sẽ về Đà Nẵng sớm một xí. Thì là nắng sớm thì tối đi vòng chơi. Không, tại sáng cô có nói là dẫn đi chỗ gì mà nó sản xuất rượu gì đó. Mình thưởng thức rượu minh mạng hả? Lì miệng không thể gì. Thế giờ không? À, 2:30. Mấy giờ? Mình sẽ được nghe một đoàn nhạc trong nhà nhạc cung đình Huế. Huế thì người ta gọi là một điểm đến năm di sản. Thì là kiến trúc quần thể của đô Huế này. Nhà nhạc cung đình Huế, một bản Trương Nguyệt, chỗ bản Trương Nguyệt. Rồi thêm một cái này là hoa văn trang trí ở trên kiến trúc của cung đình Huế. Đó là năm di sản của Huế đấy. Đây thì vào lúc 2:30, có 3:30 người ta sẽ biểu diễn cái đoàn nhà nhạc này. Ở đây và ở phía bên chỗ Thế Tổ Miếu. Ok, mình đã tới đúng lúc, thành ra bây giờ mình được nghe. Dạ. Mấy cây này chắc cùng tuổi với cái dạ, cái kiến trúc này phải không? Sau khi xây dựng xong thì người ta sẽ trồng những cây này. Ở đây gọi là hoa sứ hoặc hoa đài. Nhà mình nghe xong thì em sẽ giới thiệu cái khu vực này cho nhà mình. Thank you.
We come here very dark because many things we call very dark. This one, and this one has no more outside. Yeah, no more. Because in many Chinese prayer, from the gate, how many Chinese behind the trace, but no more. So, from the government of Vietnam, they waiting UNESCO. International goal, we collect money to spend by spend. Yeah. They have the plan, they building this one now, outside. But three more in the middle, this one will be higher later, you see. Yeah. And this area for three lasting, you know, have the King Library, Royal Garden, Bonsai Garden. This one temporary for people inside. That one and this one the temple for motion, the people die. Yeah, and this side for dining living. But more than 75% destroyed in war. Now for outside, I would like to tell you this one on Rizno, this one to destroy the war, this one to be our actual. Rồi, ở trong quần thể di tích cố đô Huế sẽ có 10 cái vạc dương như thế này, 10 cái vạc như thế này. Thì ở trong Hoàng Thành, trong Tử Cấm Thành sẽ có 2 cái vạc như thế này. Thì khi mà nói đến 2 cái vạc này, mình sẽ liên tưởng đến cái việc là đun sôi người, nấu người để giữ người. Nhưng mà thực chất không phải. 2 cái vạc dương này là được các chúa Nguyệt, người ta đúc và người ta trưng bày ở đây để răn đe con cháu đời sau. Thì những cái nguyên liệu để đúc những cái này là những cái binh khí trong cái thời Trịnh Nguyệt phân tranh. Người ta thu thập lại là người ta cho đúc cái này. Hiện tại ở hai dãy nham Tả Vu và Hữu Vu. Thì Tả Vu bên này là nơi trưng bày các bảo vật, các đồ vật quý của hoàng cung ngày xưa. Và bên này là nơi cho thuê trăm cục để làm quan, làm vua, làm hoàng hậu cả. Bên này. Rồi, xong rồi ạ. Di chuyển qua Long An ăn hôm qua nhất nhá. Rồi, nhà mình di chuyển qua một cái nơi rất quan trọng của trong hoàng thành. Xuất để là gì? Đang ngồi trên ngai vàng mà tự mình rời bỏ cái ngai vàng. Và phế đế là đang ngồi trên ngai vàng mà bị người ta trục xuất. Khi có 6 vị vua, thì trong đó Hàm Nghi Thịnh Thái Duy Tân là 3 vị vua yêu nước, thì là người năm 1958 người ta đã cho vào trong này để thờ. Còn 3 vị vua là Hiệp Hòa Du Đức và Bảo Đại thì không có được thờ trong này. Thì ở trong này người ta sẽ thờ không phải theo thứ tự từ 1 đến 10, không phải theo thứ tự của các vị vua, mà thờ theo kiểu là Tả Chiêu Hữu Mục. Người sáng lập ra cái triều Nguyễn sẽ là ở vị trí trung tâm, rồi tiếp bên trái là con trai, bên phải là cháu, rồi tiếp tục như vậy là đến con trai, rồi tiếp bên phải là cháu. Nhưng để đời vua Từ Đức thì cái thứ tự này có thay đổi một tí,
Bởi vì vua Từ Đức không có con, ông phải nhận ba đứa con của con nuôi là con của anh mình và con của anh mình để làm con nuôi và để tiếp nối. Dạ. Thì ở trong này khác với vị vua Từ Đức. Vua Từ Đức không có con. Ông, người ta nói ông có ba tội lớn. Thứ nhất tội bất hiếu là tội không có con. Thứ hai là để tội mất điểm mất nước vào tay Pháp. Và tội thứ ba là tội giết anh. Là ba tội của vua Từ Đức. Và ông vua này không có vợ, bởi vì người ta nói là từ nhỏ ông đã bị bệnh thủy đậu đầu mùa. Và không có con chứ không phải chứ không có vợ, có vợ nhưng không có con. Khác với vua Từ Đức thì vua Minh Mạng, Minh Mạng có đến hơn 500 vợ, 142 người con. Ông này là nhiều vợ nhất. Thì bởi vì người ta nói là ông có uống có cái thang thuốc Minh Mạng Khang á, nên uống vào là lục và là một đêm năm ba ba nào uống đúng á. Cho nên mới có nhiều vợ như vậy. Và ở trong này lấy ngôi vua sớm nhất đó là vua Duy Tân, lấy ngôi 57 tuổi. Thì khi 57 tuổi, ông một lần ra chơi ở ngoài biển Cửa Tùng á, thì tay ông nghịch cát ấy, thì tay bẩn. Thì quan mới nói với vua là thế này ạ, thưa vua đừng có nghịch cái tay nhớp, tay bẩn. Khi đó vua mới nói là tay nhớp thì có nước để rửa,